Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thực hiện. Thầy tên là Nguyễn Bá Đông, giáo viên trường tiểu học Trần Quốc Toản. Thầy rất vui vì được đồng hành cùng các em khám phá và chinh phục những kiến thức trong tiết khoa học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay các em cần đạt được những yêu cầu sau. Về kiến thức, giải thích được một cách đơn giản HIV là gì, S là gì, nêu được các đường lây truyền và phòng tránh HIV/S. Về kỹ năng, xác định được các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV. Về thái độ, có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/S. Có thái độ không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV và gia đình của họ. Thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung qua 4 hoạt động sau. Hoạt động 1, thế nào là HIV/S? Hoạt động 2, các con đường lây nhiễm HIV/S. Hoạt động 3, cách phòng tránh HIV/S. Hoạt động 4, thái độ với người nhiễm HIV/S. Như thường lệ, các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở bài tập cho môn học này. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng khởi động qua trò chơi Ai nhanh ai đúng. Các em hãy quan sát lên màn hình, đọc câu hỏi, suy nghĩ trong thời gian 5 giây để tìm câu trả lời. Câu 1. Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? A. Đường hô hấp. B. Đường máu. C. Qua da. D. Đường tiêu hóa. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, đáp án của câu hỏi này là C. Các em đã vượt qua câu hỏi thứ nhất, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu 2. Khi mắc viêm gan A, người bệnh cần phải làm gì? A. Cần nghỉ ngơi. B. Ăn thức ăn lỏng có nhiều chất đạm và vitamin. C. Không ăn mỡ và không uống rượu. D. Tất cả các phương án trên. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ. Đáp án của câu này là D. Qua phần khởi động, thầy thấy các em đã được ôn lại kiến thức bài phòng bệnh viêm gan A, biết được người bệnh viêm gan A cần phải làm gì để có một cơ thể khỏe mạnh. Các em ạ, bài học trước các em đã được tìm hiểu về bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm gan A. Hôm nay thầy trò mình tiếp tục tìm hiểu về căn bệnh thế kỷ. Vậy đó là bệnh gì? Nó lây truyền ra sao? Cách phòng tránh như thế nào? Qua bài học, bài 16, 17, phòng tránh HIV/S và thái độ với người nhiễm HIV/S. Trước tiên, chúng mình cùng đến với hoạt động 1, thế nào là HIV/S? Các em hãy đọc thầm thông tin sách giáo khoa trang 34, kết hợp vốn hiểu biết của mình, suy nghĩ để trả lời câu hỏi. HIV là gì? S là gì? Chắc hẳn các em đã có câu trả lời của mình. Chúng ta cùng theo dõi đoạn phim sau để biết đáp án. HIV là gì? HIV là viết tắt của Human Immunodeficiency Virus, một loại virus tấn công hệ miễn dịch, đặc biệt là tế bào bạch cầu CD4. Virus này truyền từ người sang người qua các dịch cơ thể như là máu, tinh trùng, dịch âm đạo. Trong lịch sử, HIV chủ yếu lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn, đường máu và từ mẹ sang con. Theo thời gian, HIV phá hủy nhiều tế bào CD4 đến mức cơ thể không thể chống lại viêm nhiễm và bệnh tật, dẫn tới giai đoạn nặng nhất của bệnh, hội chứng suy giảm miễn dịch hay S. Người mắc S thì thường không có khả năng chống chọi với các loại bệnh và có thể tử vong vì bệnh viêm nhiễm thông thường như viêm phổi. Điều khiến HIV đáng sợ là chúng có khả năng tiến hóa liên tục, khiến cho việc tìm ra vaccine chống lại loại virus này gần như là không thể. Có phải tất cả những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến S không? Hầu hết, những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến S. HIV-S
chính là căn bệnh thế kỷ, bởi nó rất nguy hiểm, khả năng lây nhiễm nhanh. Cho tới nay, khoa học vẫn chưa nghiên cứu thành công một loại thuốc đặc trị nào. Cái chết đối với người nhiễm HIV là không thể tránh khỏi. HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ, nó đã gây ra những tác hại như thế nào? Các em hãy lắng nghe đoạn trích trong bức thư sau để cảm nhận điều đó. Mai ơi, bạn biết không, một tai họa khủng khiếp đã giáng xuống gia đình mình. Giờ đây, tổ ấm không còn tiếng cười, hạnh phúc không còn hiện trên khuôn mặt mỗi người, chỉ còn không khí ảm đạm đau thương bao trùm. S đã cướp đi người anh trai của mình. Trước đây, mình rất sung sướng và tự hào vì có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng rồi chẳng may mẹ bị bệnh, bố tất tà ngược xuôi để nuôi sống gia đình với hai đứa con đang tuổi ăn học. Thời gian không có nhiều để bố mẹ quan tâm anh em mình chu đáo như trước nữa. Thế là anh mình bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, xa vào nghiện ngập, rồi bị nhiễm HIV. Từ đó, anh hay mặc cảm, tự ti và nghĩ rằng mọi người xa lánh không muốn quan hệ với anh. Giờ đây, nếu có một điều ước, mình chỉ ước gia đình mình lại được như xưa, đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng điều đó vĩnh viễn đã mất đi, mình chỉ mong là không ai phải chết vì S. Như vậy, qua đoạn trích, các em đã thấy HIV/AIDS đã gây ra những tác hại với bản thân như sa sút tinh thần, cướp đi sức khỏe, tính mạng, ảnh hưởng tới gia đình, làm kinh tế cạn kiệt, mọi người đau khổ, đổ vỡ hạnh phúc. HIV/AIDS còn ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, ảnh hưởng tới nền kinh tế, suy giảm sức lao động, làm suy thoái giống loài. Vậy, những ai có thể bị nhiễm HIV/AIDS? Tất cả mọi người đều có thể nhiễm HIV. Những người nhiễm HIV/AIDS thường là những người kém hiểu biết, sống buông thả, đua đòi. Nhưng vẫn có trường hợp nhiễm HIV là các bác sĩ, y tá, các cô chú công an khi làm nhiệm vụ. Hiện nay, số ca nhiễm HIV đã xu hướng giảm, nhưng mỗi năm nước ta phát hiện 11.000 ca nhiễm HIV, 2.800 người tử vong vì căn bệnh này. Vậy, những con đường nào lây nhiễm nhanh như thế? Chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 2, các con đường lây nhiễm HIV. Các em đọc thông tin sách giáo khoa trang 34-35, kết hợp với hiểu biết của mình, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi trong thời gian 1 phút. HIV có thể lây truyền qua những đường nào? Như vậy, HIV lây truyền qua đường tình dục, qua đường máu như dùng bơm kim tiêm chưa tiệt trùng, dùng chung bơm kim tiêm với người bị nhiễm HIV, qua các dụng cụ y tế không được tiệt trùng như dao, kéo, kim tiêm. HIV lây truyền từ mẹ sang con khi mang thai hoặc khi sinh con. Vậy, HIV sẽ không thể lây nhiễm qua những hoạt động tiếp xúc thông thường nào? Các em tiếp tục nghe thầy giao việc. Các em hãy hoàn thành bài tập 1 ở vở bài tập trong thời gian 2 phút. HIV sẽ không thể lây nhiễm qua những hoạt động tiếp xúc thông thường sau: bơi ở bể bơi công cộng, ôm, hôn má, bắt tay, bị muỗi đốt, ngồi học cùng bàn, khoác vai, dùng chung khăn tắm, nói chuyện, uống chung ly nước, nằm ngủ bên cạnh, ăn cùng mâm, dùng chung nhà vệ sinh. Vừa rồi các em đã nắm được những đường lây nhiễm HIV/AIDS. Vậy, để phòng tránh HIV/AIDS chúng ta cần phải làm gì? Thầy và các em cùng tìm hiểu hoạt động 3, cách phòng tránh HIV/AIDS. Quan sát tranh minh họa trang 35 và đọc các thông tin, hãy cho biết những biện pháp nào để phòng tránh HIV/AIDS. Những biện pháp phòng tránh HIV/AIDS: dùng bơm kim tiêm tiệt trùng, dùng một lần bỏ đi. Nếu phải dùng chung bơm kim tiêm thì cần phải luộc 20 phút kể từ khi nước sôi. Không tiêm chích ma túy, không dùng chung các dụng cụ có thể dính máu như dao cạo râu, bàn chải đánh răng, kim châm.
Để phòng tránh HIV/AIDS cần thực hiện nếp sống lành mạnh, chung thủy. Khi truyền máu phải xét nghiệm máu trước khi truyền. Phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS không nên mang thai. Các em cùng thầy hệ thống lại các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS qua sơ đồ tư duy sau. Ở lứa tuổi chúng mình, để tránh bị lây nhiễm HIV/AIDS, em cần phải làm gì? Để phòng tránh HIV/AIDS, ngoài những biện pháp trên, chúng ta cần phải tuyên truyền, giáo dục mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS. Các em cùng xem những hình ảnh này. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Mỗi đội trải qua 3 phần thi là tự giới thiệu, thi kiến thức và vẽ tranh. Trong đó, nội dung thi xoay quanh các kiến thức về các biện pháp lây nhiễm, cách phòng tránh lây nhiễm, cách tiếp cận thuốc kháng HIV, cách đối xử và chăm sóc người lây nhiễm HIV và không phân biệt đối xử với người nhiễm. Khi tham gia hội thi này, em có thấy rất là nhiều điều bổ ích làm cho hiểu thêm về căn bệnh HIV/AIDS và các đường lây nhiễm của nó và cách phòng chống, giúp những người đã nhiễm bệnh có cuộc sống tốt hơn, đừng để họ bị mặc cảm và đừng xa lánh họ. Sau đó thì khi về trường, em sẽ tuyên truyền với các bạn về căn bệnh này để giúp các bạn có thể phòng tránh được nó. Em thấy là hội thi này tổ chức một cách rất là có ý nghĩa, đặc biệt là đối với tầng lớp sinh viên tụi em. Qua hội thi này giúp em được học được cách là đưa cái người mà nhiễm HIV/AIDS về với cộng đồng. Thứ hai là mình cái tâm lý mình không kỳ thị những người HIV/AIDS, là một cái nữa là mình có biết cách để phòng và trị HIV/AIDS như thế nào. Đặc biệt ở phần thi vẽ tranh, trong vòng 30 phút, các đội đã sáng tác được nhiều bức tranh cổ động ấn tượng, tuyên truyền mọi người phòng chống, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS. Nhóm chúng em vẽ bức tranh với chủ đề là Đại học Cửu Long kết nối những tấm lòng. Tấm lòng ở đây chính là sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu, giúp đỡ những nạn nhân không may mắc phải nhiễm HIV. Em mong rằng qua cuộc thi sẽ không chỉ chúng em mà còn nhiều người sẽ hiểu và cảm thông hơn, giúp đỡ nhiều hơn với những nạn nhân mắc phải HIV. Hội thi để nhằm nâng cao cái nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm của các bạn đoàn viên thanh niên. Qua đó thì cho các bạn nhìn thấy là cái tác hại của căn bệnh đối với bản thân, đối với gia đình và đối với toàn xã hội, để cùng nhau là có cái biện pháp phòng tránh một cách hiệu quả. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thì chúng tôi cũng sẽ là chỉ đạo tất cả các đoàn cơ sở là làm tốt cái công tác tuyên truyền đến tất cả các đối tượng đoàn viên thanh niên. Riêng đối với lĩnh vực trường học thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo là đưa cái nội dung là tuyên truyền gắn với các hoạt động của sinh hoạt của chi đoàn, chi hội. Thông qua hội thi không chỉ giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức về căn bệnh thế kỷ, mà còn giúp các đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên giao lưu, chia sẻ, từ đó phát huy vai trò là những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình hành động của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội. HIV/AIDS là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, là đại dịch của cả nhân loại. Vậy với những người bị nhiễm HIV/AIDS, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Thầy mời cả lớp chuyển sang hoạt động 4. Hoạt động 4, thái độ với người nhiễm HIV/AIDS. Quan sát tranh minh họa trang 36-37, suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Những người nhiễm HIV/AIDS và người thân của họ thường có tâm trạng như thế nào? Những người nhiễm HIV/AIDS và người thân của họ thường có tâm trạng buồn, lo lắng, đau khổ, sợ hãi. Họ luôn tự ti, mặc cảm với người xung quanh. Cần có thái độ như thế nào với người nhiễm HIV/AIDS? Với những người nhiễm HIV/AIDS, chúng ta cần có thái độ không xa lánh và phân biệt đối xử với họ. Đối xử với họ như với người khác để họ cảm thấy thoải mái. Chia sẻ, cảm thông. Vậy, với những người nhiễm HIV/AIDS là trẻ em cần có thái độ ra sao? Với những người nhiễm HIV/AIDS là trẻ em cần có thái độ quan tâm, yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện.
Những người nhiễm HIV/AIDS cần được mọi người trong xã hội yêu thương, quan tâm và giúp đỡ. Những người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là trẻ em, có quyền được sống trong sự hỗ trợ, thông cảm và chăm sóc của gia đình, bạn bè và xã hội. Thế giới lấy ngày 1 tháng 12 hàng năm là ngày thế giới phòng tránh HIV/AIDS để tưởng nhớ những người đã chết vì HIV/AIDS. Việt Nam cũng có những việc làm rất thiết thực như cấp thuốc ARV miễn phí tại nơi cư trú, tạo việc làm để những người mắc bệnh có thêm sức khỏe, niềm tin, sống có ích cho gia đình và xã hội. Phạm Bá Tuân, 32 tuổi, thường bắt đầu một ngày mới bằng việc đến bãi cỏ khuất nằm gần nhà mình để nhặt bơm kim tiêm do những người nghiện ma túy dùng xong vứt lại. Cũng đã từng là người nghiện, Tuân tưởng như cuộc sống của mình đã chấm hết khi anh phát hiện ra mình bị nhiễm HIV năm 2006. Nhưng đến năm 2008, Tuân bắt đầu dùng thuốc kháng virus HIV và tìm lại được hy vọng trong cuộc sống khi anh trở thành giáo dục viên đồng đẳng trong dự án phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Em thì thường là em ở nhà là phát bơm tiêm sạch cho các bạn chơi này và tuyên truyền cho các bạn này biết về HIV này. Có khoảng hơn 1.000 người dân sống ở xã của Tuân, chủ yếu là bà con dân tộc Thái và dân tộc Mường. Do trình độ nhận thức còn thấp và những hạn chế trong tiếp cận thông tin và dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, nên bà con dân tộc thiểu số có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Già làng, trưởng bản và các giáo dục viên đồng đẳng như Tuân được đào tạo để hướng dẫn bà con cách phòng chống HIV/AIDS bằng chính ngôn ngữ địa phương tại những buổi sinh hoạt cộng đồng ở bản. Họ cũng phát tờ rơi hướng dẫn, phát bao cao su và bơm kim tiêm sạch cho người dân. Trong 7 năm qua, hơn 90% bà con dân tộc thiểu số ở các tỉnh có dự án đã được tiếp cận với thông tin về phòng chống HIV/AIDS. Trước tôi đi khám là tôi đi xa lắm, nên là nó vất vả. Còn về đây thì bà con ai cũng được khám sức khỏe cho mình hết ạ. Từ năm 2009 đến 2012, gần 3.000 người dân ở vùng sâu vùng xa đã được hưởng dịch vụ tư vấn và xét nghiệm lưu động. Nhờ đó, tỷ lệ bà con dân tộc thiểu số có thành kiến và phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS đã giảm từ 64% xuống còn 35%. Qua các nội dung vừa tìm hiểu, em đã ghi nhớ được những kiến thức gì? HIV là đại dịch của thế giới, nhưng từ năm 2019, cả nhân loại lại phải chứng kiến thêm một đại dịch nữa. Sự xuất hiện của virus corona đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Hãy tự bảo vệ mình, người thân và những người xung quanh bằng cách thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Qua các nội dung vừa tìm hiểu, em đã ghi nhớ được những kiến thức gì? Các em hãy đọc lại nội dung này. Nội dung bài học ngày hôm nay đã được tổng kết lại bằng sơ đồ tư duy sau. Và bây giờ các em hãy cùng thầy nghe bài hát Cho vòng tròn trăm năm về HIV/AIDS. Gió những từng ngày trôi qua, tình ta luôn
con đó, dù nhịp đời trôi qua, nhịp tim còn vang xa. Thắm thiết đôi kết cho vòng tròn trăm năm, lung linh không gian trong nụ cười tươi thắm. Tiếng hát ấm áp vang về miền xa xăm, chia nhau từng nỗi vui, cho nhau niềm thảnh thơi, bên nhau trong tin yêu suốt đời. Từng ngày trôi qua, trăng non đến trăng già. Từng ngày trôi qua, sương rơi trên bờ đá. Nhưng từng ngày trôi qua, tình ta như ngàn lá còn dập dìu bay xa vào khung trời bao la. Thâm thiết nối kết cho vòng tròn trăm năm, lung linh không gian trong nụ cười tươi thắm. Tiếng hát ấm áp vang về miền xa xăm, chia nhau từng nỗi vui, cho nhau niềm thảnh thơi, bên nhau trong tin yêu suốt đời. Từng ngày trôi qua, trăng non đến trăng già. Từng ngày trôi qua, sương rơi trên bờ đá. Nhưng từng ngày trôi qua, tình ta như ngàn lá còn dập dìu bay xa vào khung trời bao la. Thâm thiết nối kết cho vòng tròn trăm năm, lung linh không gian trong nụ cười tươi thắm. Tiếng hát ấm áp vang về miền xa xăm, chia nhau từng nỗi vui, cho nhau niềm thảnh thơi, bên nhau trong tin yêu suốt đời. Thâm thiết nối kết cho vòng tròn trăm năm, lung linh không gian trong nụ cười tươi thắm. Tiếng bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân ái chào các em. Từng nỗi vui cho nhau niềm thảnh thơi, bên nhau trong tin yêu.